Này giờ là Kiều điền một cái bảng này nè các bạn. Bữa nay là Kiều đi khám mắt nha. Khám mắt tại Mỹ thì Kiều điền một cái bảng thông tin của mình ha. Chỗ ấy làm kính nè các bạn. Không bao nhiều quá ha. Đi ra gọi chồng vô. Em gọi chồng vô chút xíu nè. Đây nè. Đây. Đây, đi ra cho con ngồi vô đây. Ủa không có. Thì ra là bên đây. Trời ơi. Đang mở cửa ra không thấy trống trơn mất hồn. Bên đây. Đây nè. Ủa sao không vô? Vô ơi bây giờ khám luôn nè anh. Bây giờ liền cho thông tin là vô trong đây, bên này gió quá đừng chay miếng hồi. Giờ ông miếng kia vô nè. Đấy, Kiều hái khám cho đây nha. Khẩu trang. Đó nên là hai người đều đeo khẩu trang, bé thì dưới 2 tuổi nên không có đeo. Nay mai trên 2 tuổi là Kiều sẽ mua khẩu trang cho bé. Đó, bên trong là đang khám mắt rồi đo kính đó các bạn, kính cận này. Mắt kính cận như đo kính với sẵn Kiều cũng muốn mua lens mắt. Lâu cũng mới đi khám lại. Cái này là các bạn. Họ cho Kiều đeo cái này. Họ cho Kiều đeo cái này để đo gì nè. Không mới khám xong. Kiều vào bên trong này đợi bác sĩ tới đo. Kiều đo về mắt đeo kính và Kiều đo về công tắc lens luôn. Kiều đo 2 loại. Đo mắt đeo kính riêng, đo mắt để đeo công tắc lens riêng. Rồi Kiều muốn mua gọng kính mới, muốn mua trồng mắt kính mới là một cái kính và muốn mua thêm một cái công tắc lens để đeo nữa. Đây là còn bác sĩ để tư vấn. Thì chồng Kiều với bé đã ở ngoài rồi nên không có ai để cầm máy quay dùm cho Kiều trong cái lúc mà Kiều đang khám mắt. Máy móc rất là hiện đại nha các bạn, họ vệ sinh cũng rất là sạch sẽ luôn. Hồi nãy Kiều mới khám phòng kia rồi bây giờ là vô phòng đây chuẩn bị khám tiếp nè. Kiều khám để đeo mắt kính nó khác, còn mà khám mà để mà làm độ để mà đeo mắt kính công tắc lens á thì nó khác nữa nha các bạn, nên là phải khám 2 lần là phải tốn 2 lần tiền. Phải tốn 2 lần tiền luôn các bạn. Xin chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh Sophia Kieu Family Usa. Thì vừa rồi là Kiều cũng mới vô khám mắt xong các bạn. Thì nói chung là khám mắt ở bên này nó khác nhiều so với khám mắt ở bên Việt Nam. Ví dụ như là hồi Kiều còn á, Kiều khám mắt ở bên Việt Nam thì Kiều chỉ vô khám 1 lần rồi họ sẽ cắt cái tròng mắt kính cho Kiều cũng như là lấy cái độ len tương đương cho Kiều luôn. Còn ở bên này á, thì họ sẽ có 2 loại là mình khám mắt mà mình đeo kính nó khác, và mình khám mắt mà mình đeo công tắc lens là nó khác. Nếu mà mình khám 2 loại thì mình trả tiền cho 2 loại. 2 loại là khác nhau. Còn bên Việt Nam là chị Kiều chỉ đi khám mắt 1 lần thôi, rồi Kiều mua công tắc lens và mua cắt tròng mắt kính đeo lại chung 1 lần. Đó là bên đây là nó là như vậy. Rồi đến tiếp theo là khi trả tiền, đến cái phần mà thanh toán tiền thì cũng như bên Việt Nam thôi. Tròng mắt kính riêng, gọng kính riêng và công tắc lens riêng nữa. Rồi công tắc lens thì mình phải đem theo cái thuốc nhỏ mắt là mình cũng phải tự mua. Rồi mình phải mua thêm cái nước mà để rửa công tắc lens nữa các bạn. Kiều qua bên này là cũng đã 3 năm ha, nhưng mà chưa bao giờ đi khám mắt. Kiều là còn nhiều năm rồi. Và sau khi mà sinh em bé Sophia xong thì con mắt Kiều nó đã yếu đi rất là nhiều. Thứ nhất là sau sinh thì mắt của ai cũng sẽ yếu đi rất là nhiều. Cái thứ hai nữa là do Kiều cận nữa mà Kiều lại thức đêm nhiều, cho nên là nó yếu, còn yếu nó đâm ra là nó tăng độ. Thì từ đó đến nay là cũng gần 2 năm mà sinh Sophia được 22 tháng rồi. Thì hôm nay Kiều mới đi khám mắt. Và Kiều sẽ làm một cái tròng mắt kính nè, Kiều sẽ mua một cái tròng mắt kính nè, rồi Kiều mua thêm một cái gọng kính nữa, rồi Kiều phải mua thêm cái công tắc lens nữa. Đó, lâu lắm rồi không có đi đo mắt lại luôn các bạn. Đây là lần đầu tiên Kiều đi đo mắt, khám mắt ở Mỹ luôn đó các bạn. Đó, cho nên là Kiều muốn mua công tắc lens là để đi chơi cái loại thứ hai khác nữa ở đây, có nghĩa là khi mà ở Việt Nam thì Kiều cũng đeo cái tròng mắt kính thì nó cũng có hai loại, một loại bình thường và một loại là chống lóa. Còn bên đây á là chỉ có hai loại gì thôi đúng không? Còn bên đây á là nó sẽ có rất là nhiều giá. Khi mình mua cái tròng mắt kính là cái tròng mắt kính nó sẽ có rất là nhiều giá tiền, giá bình thường đó, rồi giá vừa vừa, có nghĩa là giá bình thường có nghĩa là tròng mắt kính nó dày, giá vừa vừa là tròng mắt kính nó vừa, và cái giá tròng mắt kính nó mỏng là cái giá nó sẽ cao lên nhiều. Rồi sau khi mình mua cái tròng mắt kính rồi mình phải mua thêm một lớp bảo vệ nữa, phải đeo thêm một lớp bảo vệ nữa. Thì cái lớp bảo vệ đó là nó cũng sẽ có, tổng cộng của nó là cũng có 5 loại luôn. Cái lớp bảo không, nó có tổng cộng 6 loại. Cái loại thứ nhất là nó chỉ về chống lóa nhẹ và chống trầy xước nhẹ. Rồi một cái loại thứ hai là chống lóa nhiều, chống trầy xước nhiều, chống nước mưa rơi xuống, rồi chống lóa đó. Rồi cái sẽ nó nâng cấp lên lần thứ ba nữa là nó sẽ có thêm chống bụi, mà nó chuyên về cái sự mà chống trầy, chống xước mạnh. Rồi cái loại thứ tư nữa, loại thứ tư, loại thứ năm là hai cái loại VIP. Là khi mà mình chọn những cái đó là nó sẽ cộng thêm tiền cho mình, và nó lên từng level 1, level 2, level 3, level 4, level 5 thì nó sẽ có rất là nhiều cái giá thành khác nhau. Ví dụ như cái level 1 là chống trầy nhẹ, chống xước nhẹ là giá là 50 đô chưa cộng thuế. Đó, rồi lên mạnh thêm chút xíu nữa là chống trầy xước mạnh hơn tí xíu, chống ló mạnh hơn tí xíu, rồi chống cái nước mưa nó nhiễu xuống là cái giọt nước nó không có động lại trên cái mặt kính mà nó sẽ rớt xuống luôn. Rồi nó thêm cái chống ló và ánh sáng mặt trời nữa, thì cái loại đó là 75 đô là chỉ cho cái phần combo đó thôi. Còn cái tròng mắt kính là riêng, giá tiền riêng, và cái gọng kính là giá tiền riêng, còn cái lớp mà bảo vệ đó là giá tiền riêng nữa. Thì nó rất là nhiều. Xong sang cái loại thứ ba, loại thứ ba là trị giá là 100 đô thì nó có thêm cái phần lớp chống bụi đó, rồi thêm một lớp thứ tư. Lớp thứ tư của nó là giá là 125 đô thì nó sẽ mạnh nhấn sâu vào cái phần chống lóa và chống trầy, là nó có nghĩa là mình không có bị trầy và nó cũng không có bị chống lóa luôn, có nghĩa là 5 mắt và điểm mạnh nó luôn. Xong lên tiếp tục nữa là cái loại thứ năm và loại thứ sáu, đó là 150 đô là chỉ chuyên về cái phần lớp bảo vệ thôi, thì nó sẽ nhấn mạnh thêm về cái phần mà chống lóa ban đêm luôn, chống lóa rất là nhiều, nó mạnh luôn, và cái chống xước rất là nhiều luôn. Đó, thì nói chung là từng cái level thì cái sự chống lóa, cái sự chống xước nó sẽ cao hơn nhiều. Rồi những cái level ở phía sau giá thành nó cao thì nó sẽ có thêm chống bụi, rồi chống nước, rồi có chống thêm ánh sáng mặt trời, rồi có thêm cái gì nữa nhiều lắm kiểu cũng không nhớ. Đó, cái giá mà bảo vệ cái tròng mắt kính thôi là nghe đã hú hồn chi miếng rồi, cộng thêm cái tròng mắt kính đó nữa là giá là tròng mắt kính là giá mà bìu là 185 đô. Đó, là chỉ mới là cái phần lớp bảo vệ của cái tròng mắt kính thôi. Rồi mình thêm nữa là cái tròng mắt kính, cái tròng mắt kính là nó bảo vệ bền bỉ luôn. Cái tròng mắt kính là nó bền bỉ luôn và nó không, mình rớt nó sẽ không có bị bể. Thì cái loại mà medium vừa á, là cái tròng mắt vừa á, là cái giá là 185 đô. Và cái mắt kính mà nó mỏng á, là 330 đô chưa cộng thuế nha. Giá nãy giờ Kiều nói là chưa cộng thuế luôn. Đó, còn cái phần mà bình thường là cái tròng mắt kính nó dày quá mà rớt là nó bể nên là Kiều cũng không có hỏi giá về cái kính đó luôn. Đó là nãy giờ Kiều chỉ nêu cái giá về cái tròng mắt kính và cái lớp bảo vệ tròng mắt kính thôi, chứ còn cái về gọng kính là chưa nói luôn, chưa nói giá tiền về cái gọng kính luôn. Nội mà cái tròng mắt kính không là để bao nhiêu, như một giá 150 đô là cái lớp bảo vệ không là đã hết 3,5 triệu rồi, 3,5 triệu rồi, cộng thêm cho cái gọng mắt kính mình đeo cho nó bình thường, giá bình thường 150 nữa đi là 3,5 triệu nữa là hết nhiêu, 7 triệu. Đó, rồi cộng thêm cái tròng mắt kính 185 đô nữa là giá là bao nhiêu, lên là tầm khoảng 4 triệu là sơ là 10 mấy triệu. Đó là các bạn thấy không, cái sơ không là đã 10 mấy triệu một cái kính, đau lòng chiến sĩ dễ sợ. Thì đây nè các bạn, Kiều mới về nhà. Thì sau khi mà Kiều đi khám mắt để đeo công tắc len và đeo kính cận á, thì họ cho Kiều một cái bịch như thế này. Thì trong cái này thì sẽ có một cái này là để mình rửa công tắc len đó các bạn. Cái nước này để mình rửa công tắc len nè. Rồi họ cho mình thêm hai cái này nữa. Thì ở trong này là nó chỉ có một cái gạt vi xích chỗ đó. Rồi có cái này. Cái này để họ chỉ Kiều là cái màu xanh này là để mua dành cho những người mà đeo len, công tắc len nó sẽ nhỏ bằng cái này. Cái nước nhỏ mắt đó các bạn, nó có nhiều loại, nhưng một cái loại giữa này nè, cái loại này là dành cho những người đeo công tắc len. Rồi tiếp tục là trong cái này là nó sẽ có một cái bill và cái giá tiền mà Kiều đã hỏi đó, nó sẽ bôi cái màu vàng lên cho Kiều nè. Rồi trong cái này có nhiều giấy giữ ta. Trong cái này là nó có cái tờ giấy mà hồi nãy. Trong này nó cũng có một cái tờ giấy mà hồi nãy nè. Kiều đang quay nửa chừng thì cái đèn nó hết pin đó các bạn. Cái cục sạc dự phòng bữa giờ không có sạc mà không có xài để lâu quá nó hết pin đó, thì thôi để hiện được. Đây cũng có thêm một cái tờ giấy đó nè, đang sạc nửa chừng hết pin. Cục sạc dự phòng của Kiều nè. Cái cục là bự dễ sợ, cục đây là Kiều mua được 100 đô. Kiều mua trên Amazon á, là cái cục này 100 đô là cái cục sạc dự phòng thôi là đã 2.300.000. Thì cục sạc này xài được rất là lâu. Là bữa giờ xài xong để lâu quá không sạc lại, này hết pin nên đang xài nửa chừng cái hết pin. Cái đèn livestream tới thui mà thôi kệ không sao, vừa sẵn Kiều quay luôn đó. Thì trong này nó cũng có ghi cho Kiều cái giấy tiền nè. Thì cái công tắc len của nó là nó tính hai con mắt này của Kiều là cái độ cận khác nhau và độ lõn khác nhau, cho nên nó tính là hai con mắt là hai cái khác nhau. Thì là mua một cái combo của nó là một năm đó là Kiều mua 24 công tắc len, là tính ra 24 là cho hai con mắt này nè, là tính theo cặp là thành 12 cặp, là mỗi tháng Kiều xài một cặp. Như vậy thì nó tính của Kiều là 240 nè. Là tiền công tắc len 12 cặp. Công tắc len là 24 cái công tắc len là để mình đeo 12 tháng. Công tắc len là 12 cặp. Công tắc len đeo cho 12 tháng là hết 5.600.000. 5.600.000. Cái đó thì mình Kiều thấy là cái giá nó cũng mềm so với ở Mỹ nha các bạn nha. 5.600.000 Kiều mua được 12 cặp len. Thì có con mắt trái khác, cái con mắt phải, hai cái độ cận lõn của nó khác nhau nữa các bạn. Đó thì 5.600.000 cho 12 cặp. Thì một cặp như vậy là Kiều đeo trong vòng 1 tháng. Kiều đeo hiện tại là Kiều đang đeo mắt len của Mỹ. Thì nó cũng có những cái tờ giấy nè, tờ giấy này nè, tờ giấy hồi nãy Kiều đi á, Kiều đi khám á, Kiều đo về cái mắt cận của Kiều á, là của nó là họ lấy của Kiều là 40 đô đó. Rồi Kiều đo cái mắt để mà khám mắt mà công tắc len á là 50 đô, là chi cho là 50 đô là khám công tắc len là 50 đô là 1.150.000. Còn khám cho mắt mà đeo kính cận á 40 đô là tầm khoảng 900 đó. Thì Kiều cũng có bảo hiểm, và mắt cũng như là về răng thì họ trả bảo hiểm cho Kiều 40 đô, Kiều bù lại là Kiều trả lại cho trong đó là 50 đô. Có nghĩa là Kiều đi khám cái total của khám mắt, đeo công tắc len và khám mắt đeo kính cận là 90 đô thì cái bảo hiểm của Kiều họ trả 40 đô, Kiều trả tiền mặt 50 đô. Đó là như vậy. Mắt nó hơi khô tại mới đeo nó chưa có quen các bạn. Thì hồi nãy là Kiều có nói về tiền kính á. Các bạn nghe hơi mệt ha, bây giờ là Kiều tóm gọn lại cái tiền mà kính mà đeo ở Mỹ nè, là một cái gọng mắt kính mà rẻ tiền nhất là 130 đô, là 130 đô đó, là cái gọng mắt kính rẻ nhất ở đó là 130 đô, tương đương với 3.035.000. Là chỉ mới cái gọng mắt kính thôi, là cái gọng mắt kính rẻ tiền nhất. Rồi tiếp theo sau đó là Kiều tính cái gương kính á, mình đeo loại giá vừa. Tại vì mình đeo cái loại mà rẻ tiền nhất á, thì khi mà nó rớt xuống là nó sẽ bị bể. Còn cái loại vừa á, là cái độ dày của nó cũng vừa, và khi mình rớt xuống là nó sẽ không bị bể. Thì nó có giá là 185 đô. Là bằng 4.319.000, 4.319.000. Là cái mức phí vừa, là cái loại vừa. Rồi tiếp tục Bên cạnh đó mình phải trả thêm một loại tiền nữa, đó là cái mà để chống gió, rồi chống bụi, rồi chống tia ánh sáng mặt trời, rồi chống nước mưa nhiễu giọt, rồi chống vỏ, chống xước, chống các loại kiểu luôn. Thì nếu như mình mua có cái loại rẻ nhất là 75 đô mà Kiều nghĩ là loại 100 đô á, là mình nên mua loại đó, tại vì cái loại đó nó có chống xước, chống chày, chống nước mưa rơi, chống bụi, chống tia ánh sáng mặt trời, các kiểu này kia, nó sẽ đầy đủ và trọn gói hơn. Còn cái gói mà 75 đô thì nó không có nhiều, cho nên là nếu mình xài thì mình nên cố gắng bỏ thêm 25 đô nữa để mình mua cái loại 100 đô. Thì là cái phần chống đó là 2 triệu 300, là 100 đô là 2 triệu 300. Thì là Kiều total lại nha, đó là cái gọng kính đeo rẻ tiền nhất là 130, mình cộng cho cái tròng mắt kính là 185, rồi mình cộng cho cái mà để chống lói chống đồ là cái loại mà đeo để được đeo mà loại thấp tiền nhất luôn các bạn, là 100 đô, là hồng thành là 415 đô chưa tính tiền thuế, trừ nhân với 10% thuế. À, 415 mà Kiều cộng với 10% thuế là cộng thêm 41 đô, thành là 456 đô. Đó, Kiều nhân nè. Nhân với giá đô hiện nay thành 10.647.000. Một chiếc mắt kính cận rẻ tiền nhất ở Mỹ là có giá là 10.647.000. Đây, 10.647.000 là cái mắt kính cận rẻ tiền nhất ở Mỹ. Sau khi mà Kiều ngồi trên xe, Kiều suy nghĩ và Kiều thấy cái mắt kính cận này của nó quá mắc đi các bạn. Tại vì cái gọng kính là đã là 3 triệu mấy một cái rồi. Rồi cái tròng mắt kính nó không á, là hết 4 triệu mấy rồi. Đó, mà phải có điều chống lóa, chống xước, chống chày, chống vỡ, chống bụi, chống nước mưa, chống tia ánh sáng mặt trời nữa. Chứ bây giờ mình đeo mà không có chống cái đó, nó chế làng con mắt, mình không có lái xe được. Thì mình cộng vô total luôn là 456 đô, là tương đương với 10.647.000. Thấy không? Các bạn thấy giá tiền mà để mua một chiếc kính cận ở Mỹ nó kinh khủng khiếp không? Chỉ là mới đeo thôi mà không biết là cái kính đó mình về mình đeo được bao lâu. Thì Kiều cũng có hỏi là cái kính đó là về sẽ đeo được bao lâu, thì họ nói với Kiều là khi nào mà bạn đeo mà bạn thấy là cái độ mắt của bạn nó tăng lên thì bạn sẽ phải đổi kính. Còn nếu mà cái độ mắt của bạn nó không tăng thì bạn vẫn giữ cái kính đó bạn đeo miết luôn. Nhưng đặt trường hợp mà mình đeo được 6-7 tháng tự nhiên cái con mắt của mình nó yếu đi, nó tăng độ lên thì mình phải giục cái kính 10 triệu đó 10.647.000 đó đi để mình thêm 10.647.000 khác để mình mua một cái kính nữa. Thì Kiều thấy là cái việc mà đeo kính ở Mỹ nó quá là mắc tiền các bạn, nó quá là mắc. Cho nên sau một thời gian ngồi trên xe suy nghĩ thì Kiều nghĩ là chốt đơn lại là Kiều chỉ mua công tắc len đeo thôi. Công tắc len đeo hồi nãy Kiều nói đó là cái loại Kiều đang đeo là cái loại Ultra của Mỹ á, là 240 đô là đeo cho được 12 cặp len, 12 cặp len là 240 đô à, một tháng mình đeo một cặp. Đó là hồi nãy Kiều nói là nhiêu tiền quên rồi, 5.604.000 à, là Kiều thấy đeo cái này là hợp vừa túi tiền. Cho nên là suy đi tính lại thì Kiều chỉ mua cái công tắc len thôi. Lúc đầu Kiều muốn mua vừa công tắc len mà vừa đeo kính cận luôn, ở nhà đeo kính cận, còn công tắc len là đeo đi học đi chơi. Thì bây giờ Kiều thấy cái kính cận nó quá mắc tiền các bạn, thật sự luôn, cho nên là Kiều chỉ mua công tắc len thôi. Lần đầu tiên đi khám mắt ở Mỹ, lần đầu tiên đi mua kính cận ở Mỹ sau gần 3-4 năm ở Mỹ rồi Kiều mới đi mua, thì Kiều thấy cái giá tiền khi mà mình tính total để mình mua cái kính cận thì nó kinh khủng quá. Trời ơi, ngồi trên xe mà Kiều say sẩm luôn, lúc mà vô họ nói xong Kiều cũng say sẩm luôn các bạn. Đây là con mắt của Kiều nó cận nè, một con nó cận 10 độ lọn 75, một con nó cận 9 độ lọn 1 độ 25 cận nhẹ các bạn, nhẹ, cận nhẹ cơ. Bởi vậy là tùy theo mỗi người nha các bạn, tùy theo mỗi người thôi. Thì Kiều chỉ đeo công tắc len thôi, còn kính cận thì chắc Kiều đeo lại kính cận cũ. Chứ bây giờ mà họ bỏ 10 triệu ra mua một cái mắt kính cận về đeo thì Kiều thấy hơi bị nhối trong tim, nhối trong tim. Thay vì cái tiền đó là Kiều có thể mua được nhiều thứ hơn. Nói chung tùy theo nhu cầu mỗi người thôi. Có những bạn là sẽ thích đeo mắt kính cận để bảo vệ đôi mắt, Tại vì khi mình đeo contact lens á, thì mình cũng phải mua thêm nước để mình nhỏ mắt cho nó không có khô, và mình phải mua thêm cái này nữa nè, mua thêm cái nước để mình rửa contact lens đó các bạn. Đeo kính cận thì chỉ cần đeo vô là xong, còn đeo contact lens là phải mở lên, gắn vô rồi mở lên bóp ra nó hơi mất thời gian tí xíu, và phải vệ sinh cho nó sạch sẽ tí xíu. Đó là như vậy thôi. Rồi hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái video này của Kiều. Hãy cho Kiều một nút like, một nút đăng ký và nhớ nhấn chuông tin dùm Kiều cái video này nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này của cái video. Hãy nhớ follow kênh fanpage của Kiều là Sophia Kieu Family Usa, và Kiều đang hiện bán thuốc Mỹ tại Việt Nam. Đại lý của Kiều là ở Vũng Tàu, luôn luôn ship hàng mỗi ngày, và hiện tại Kiều cũng đang bán sản phẩm Nu Skin. Nu Skin sản phẩm của Mỹ đã có 55 quốc gia, và Kiều đang tuyển cộng tác viên, đang tuyển sĩ, đang tuyển lẻ và đang tuyển nhà phân phối tại Mỹ, tại Việt Nam và những cái nước khác ví dụ như Anh, Pháp, Nhật, Úc, Canada. Kiều cũng vẫn đang tuyển luôn. Và các bạn muốn cần Kiều tư vấn thêm gì về các sản phẩm của Nu Skin, hoặc là các sản phẩm mà thuốc, thực phẩm chức năng bộ của Mỹ, hàng sách tay bán tại Việt Nam, thì inbox cho Kiều số điện thoại 832 503 8774 nha. Còn giờ thì bye bye các bạn.